Cái nó lại tắt rồi à? Dạ, phí gì? Mua ông tốn tiền dễ sợ luôn. Bi à? Bi đi nhậu rồi. Chứ đi chơi hết mà không nghĩ chẳng lẽ là làm cái thông báo mà sắp tháng đi không mà lại không. Ừ thì đúng rồi, đi xong làm như bán đồ ăn hay ngày mai cũng có khách lắm chứ. Có ai khiên đâu, mình làm quá nhiều khiến đông nên xui. Ngày nay nhiều người mới rảnh nữa kìa, người họ là buôn bán hoặc rảnh hoặc là đi.